Kính thưa quý vị, dân ca Việt Nam có Bắc, có Trung, có Nam. Và hôm nay phối hợp Lý Ba Miền Bắc Trung Nam. Tràng pháo tay dành cho nữ ca sĩ Hà Vy. Và bây giờ là phần trình diễn của nam ca sĩ Nguyên Khang. Xin mời Nguyên Khang.
lừa dối đi để đôi ta còn có nhau trong cuộc đời. Cứ lừa dối đi để anh đây còn có những ngày vui. Dù em đam mê trong vòng tay người, dù em đang phôi pha lời ân ái, dù em đan tâm vùi chôn mối tình anh. Cứ lừa dối đi để anh đây còn mãi mê quên đường về. Cứ lừa dối đi để đôi ta còn ôm ấp mộng say. Rồi mai em ra đi không trở lại, mình anh câu ăn năn lời sám hối. Tìm nhau, ta tìm nhau suốt kiếp, rồi chia tay tình cờ. Một mai đi bên ai em quên hình bóng xưa, một mai vui bên ai em quên lời yêu đầu. Em vô tình lạnh lùng đến thế sao, em mơ thờ nhạt nhòa đến thế sao. Yêu đương này, cuộc tình này quá đáng. Lừa dối đi để mai đây còn những giấc mộng đẹp. Cứ lừa dối đi để chia tay còn có kỷ niệm vui. Tìm quên trong hư hao đời mộng mị, tìm quên trong men cay lời gian dối. Rồi mai khi tỉnh giấc còn mê man, nụ hôn đâu. Một mai đi bên ai em quên hình bóng xưa, một mai vui bên ai em quên lời yêu đầu. Em vô tình lạnh lùng đến thế sao, em mơ thờ nhạt nhòa đến thế sao. Yêu đương này, cuộc tình này quá đáng cả. Cứ lừa dối đi để mai đây còn những giấc mộng đẹp. Cứ lừa dối đi để chia tay còn những kỷ niệm vui. Tìm quên trong hư hao đời mộng mị, tìm quên trong men cay thời gian dối. Rồi mai khi tỉnh giấc còn mê mãi, cứ lừa dối đi. Kính thưa quý vị, thường thường một tiết mục được dàn dựng đó là công lao của đạo diễn, bên cạnh đó là các dancer, các vũ công.
rồi họp cùng các tiếng hát, những nghệ sĩ trình diễn. Cho nên đây là tâm huyết của đạo diễn đưa ra. Khi đạo diễn đưa ra một tác phẩm đều có cái ý đồ và cái cách dàn dựng lý do tại sao. Cho nên qua một tiết mục mà quý vị thưởng thức thì mỗi một vị khán giả chính là một đạo diễn, vì mỗi một người ngồi một góc cạnh khác nhau, ngồi một vị trí khác nhau, một suy nghĩ khác nhau sẽ có cái nhận xét kết quả khác nhau về cái tác phẩm đó. Ở nơi đây chúng tôi không muốn đi sâu vào chi tiết để giới thiệu cái tiết mục này như thế nào. Không cần phải chuẩn bị tâm lý, vì nếu nói sẽ hướng dẫn khán giả đi theo cái ý của mình muốn. Ở nơi đây chúng tôi dành cái sự tự do cho tất cả mọi người. Mời quý vị thử xem và coi cách dàn dựng như vậy, trình diễn như vậy nói lên điều gì, đúng hay sai, hay hay dở. Đó là cái tài của đạo diễn dựng nên để làm sao cho chúng ta thưởng ngoạn. Nhưng chúng tôi chỉ bật mí một điều, đây là tiết mục nói về cái khung cảnh của đất nước Hà Tiên kể từ sau khi mà thuộc về chủ quyền của Việt Nam. Tức là trước kia vùng đất Hà Tiên là của người Miên chứ không phải của người Việt. Nó là thời Chu Nguyễn, năm nào chúng tôi cũng không cần nói. Và mời quý vị theo dõi để xem cách dàn dựng của đạo diễn Luân Vũ như thế nào với đoàn vũ dân tộc Lạc Hồng và phần trình diễn của các nghệ sĩ Hồng Đào, Vân Sơn và Bảo Liêm. Bà Vũ qua đây. Lì kiếm cái áo cho cô Lương lì bạc đi. Trời ơi, nó té ướt cái áo trơn rồi. Con nhìn thấy ngọn hứa con bắt quá à. Lì kiếm cái áo đi. Cô Lương. Thôi cô Lương đừng có khóc nữa. Bà Vũ lì kiếm cái áo cho Lì rồi. Đừng có khóc nữa. Trời ơi, cô Lương khóc mặt giống con cóc quá à. Đừng có khóc nữa. Là Lì cho con hỏi thăm là Lì kêu mí mạng. Cái gì thấy mẹ? Lộn, con nói lộn tiếng Tàu. Lì tên gì? Tên gì? Phải rồi. Dạ thưa em tên là Lai. Tên Lai lẹp quá vậy. Dạ em thứ ba, nhà em ở dưới xóm Dừa đó. Dạ không biết còn đây Lì kêu thấy mẹ. Không phải, Lì kêu mí mẹ. Tên gì à? Dạ không, ông tên gì? Dạ. Ngọ họ Mạc. Trời họ gì kỳ vậy trời. Không, họ Mạc thôi chứ ngọ giàu dữ lắm à. Dạ. Họ là dân thương buôn từ ở Trung Quốc qua đây mà. Ồ, vậy là bên Tàu qua người nước ngoài. Phải rồi, dạ. Phải rồi. Đó, dạ. Lần đầu tiên ngọ tới Lắc Hà Tiên này nha. Ây da, cái Lắc Hà Tiên này nó lẹp quá, trời quá Lắc à. Dạ. À, mà con ngai Hà Tiên cũng lẹp nữa. Trời ơi, con ngai Hà Tiên nó lẹp vậy quá, trời quá, từ trên dưới lẹp quá, trời quá Lắc. Dạ, mặt da quá khen á, đúng là cảnh Hà Tiên thì hữu sắc lắm. Phải rồi. Còn người Hà Tiên thì hữu tình lắm. Ây da. Nhưng mà chỉ sợ mặt da chê cái đất này nghèo, rồi cái đất này xấu, mặt da không có chịu ở lại thôi hả. Cái gì? Mũi. Cái gì? Mũi. À, nó lập mũi hả? Dạ, đập mũi. Trời đất ơi. Dạ, Hà Tiên này nhiều mũi lắm. Lì lập mũi hay là lập con gà mái vậy? Lập mũi bự quá trời bự à. Lập nhỏ nhỏ thôi, cho họ làm ăn chút xíu mà.
Cô Liên, ơi dạ. Cô Liên nghe nè. Dạ. Trời ơi, cái lắc Hà Tiên này lép như vậy, con ngai Hà Tiên này lép như vậy, cô ngu sao ngon ỉa lại chứ. Hả? Ngon ỉa lại đây, cắt nhà đây luôn á. Dạ. Dạ. Nói cô ba nghe nha. Dạ. Nè, nhưng mà không biết là trời có chiều lòng ngọ cho ngồi ỉa lại đây không vậy? Trời đất ơi, mặt da nói chuyện nghe thấy thương quá hà. Sao vậy? Nếu mà trời không có chiều lòng người thì người sẽ chiều lòng người. Coi nè, nhìn cái cách ăn mặc của mặt da nghe, đó quần áo vảnh bao nè. Phải rồi. Lính tráng như vậy, chắc là mặt da chuẩn bị kỹ càng lắm phải không? Phải rồi chứ. Lập nghiệp ở đây phải không? Hay sau quá. Đó là lập gia đình luôn phải không? Cái gì vậy? Dạ. Dạ. Cô ba làm gì vậy? Con mũi nó cắn em. Trời ơi, nó cắn lâu rồi lại kêu lớn như vậy. Dạ, nó bay, nó lượn, nó bay vậy, nó bay. Xuống chút xíu. Dạ, nó cắn à, bắp dế em nè. Trời ơi, con mũi này ngu quá trời chứ. Cái bắp dế mà kêu xuống chút xíu thôi mà xuống tuốt luôn như vậy. Trời, bắp dế cứng ngắc à, cắn cái gì? Đi cắn bắp lùi nó mới mềm chứ. Không, nói giỡn với cô ba thôi. Mặt Giang nói chuyện nghe thấy thật thà quá à. Nó thật thà lắm mà. Ngọ nói giỡn với cô ba chơi thôi à. Nói cô ba nghe nghe cái lường tình cảm của ngọ đó. Cái lường tình cảm của ngọ không có được may mắn lắm à. Nhưng mà ngọ làm ăn hay lắm. Vậy à? Không có thằng nào giàu bằng ngọ trơn à. Trời đất ơi. Ngọ giàu lắm. Dạ. Phải rồi, ngọ nói cho Liên nghe nè. Ngọ có nguyên một cái tàu á. Dạ. Nguyên một cái tàu á đang lậu ở ngoài cảng á. Hả? Cái tàu lậu ngoài cảng. Trời ơi, bọn Mặt Giang buôn lậu sao hàng chi giàu quá. Lậu không hả? Có phải lậu lại, nó cập bến lại đó mà. Cái tàu cuông nó cập bến lại. Dạ cái đó ở đây dân Hà Tiên tụi em không có nói là lậu, mà tụi em nói là đậu. Đậu lại phải. Đúng rồi là, con mũi nó bay cái nó đậu lên gì nè. Ây da, dễ thương quá trời quá đất à. Con người ngọ thoải mái lắm, nói chuyện nhiều khi cô ba đừng có buồn. Dạ. Nhiều khi ngọ già quá không biết làm gì, biết là tiền bạc dắt trong túi như là đó. Ví dụ như ly qua ly lại thấy ăn mày muốn cho nó nè. Nó dạ, cho dạ. Nó không lấy cái ngọ cắt lại. Ủa nó lấy mà, mày mà lấy mà xè tay mà. Không, nó lấy chậm quá à. Ngọ cắt lại rồi. Trời, mặt da thật thà quá à. Phải rồi, ngọ thật thà lắm. Ngọ nói ngọ muốn ăn là ngọ muốn ăn. Mà dạ. Ngọ muốn chơi là ngọ muốn chơi à. Bữa nào mời cô ba lên tàu ngọ chơi với ngọ một cái. Dạ không có được, trời đất ơi. Dạ không có, trời, cái này là hơi quá thật thà ha. Không có phải, lên đó rồi ngọ tải cô ba ăn. Lộ ăn luôn nhiều lắm. Dạ không có được, ba má ăn, em ăn khó. Ăn chơi. Dạ không, ba má em khó lắm. Không ấy, chiều chạm dạng tưới đó, cái mặt da về với xóm em á, xóm dừa đó, cái vô trong đó, dạ, dạ được hơn á. Thôi vậy hả? Dạ. Vô xóm dừa chơi với cô ba hả? Dạ. Được rồi, ngọ sẽ vô xóm dừa chơi với cô ba mà, dạ. Chắc chắn à. Dạ. Ngọ gặp cô ba mà vui vẻ như vậy, ngọ vô cái xóm nào ngọ cũng vô hết trơn trời á. Dạ. Nè, bà vú, bà này lâu có gì lâu kêu là bà vú hoài à, bà này là bà già. Nè, cái này mới là có nè, đó, em mặc đi, dạ. Em vú. Mặt Ly, chiều nay ngọ ghé thăm Ly chơi, ghé sớm vừa thăm Ly chơi. Mặt Ly chiều xăm xẩm tối nha. Chắc chắn ngọ tới dạ, mà. Vô trời gặp ơi. Ba má em luôn nha. Ờ, lẹp quá trời lắm. Không được hả? Được mà, lẹp quá mà. Cho ngọ quen hả? Ngọ đó là được. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiêu vàng bên bờ, kiên giang mình đẹp làm sao. Kiên giang mình đẹp làm sao. Bông mây xanh đồi mông nuôi, con chim nhạn hát điệu tình quê. Một biển trời như có mẹ tiếng ru chẳng nhu lên bên cảng quê hương, trăng cũng đẹp đất cũng đẹp sao đâu đâu cũng đẹp, trăng lấp lánh lung linh bên nước, đoàn tàu về loan loáng trên sông, màn trời đêm yên hạ thanh bình, đêm bình yên hương lúa ngạt ngào, đêm bình sông biển vỗ về. Khá lắm, khá lắm. Mấy anh em khá lắm. Sao? Hôm nay mấy anh em làm ăn ra sao? Kể nghe coi. Đại ca ơi. Sao? Bữa nay á, xém chút xíu nữa là
thằng Tam nhỏ nó bị chụp rồi. Mày dở quá, tao ngồi đó tao thấy hết trơn á. Đại ca, sao? Cái thằng Kiều Châu đó nó không phải là người bình thường đâu, nó có nghề đó, nó biệt. Em bị nó nắm trúng cái lưng quần. Rồi sao? Làm cho em bị rách một miếng đằng sau á. Ừ, dạ. Coi coi. Trời ơi, gì miếng mày ơi, lòi nguyên cái đít ra kìa mày ơi. Nhưng mà tao nói nghe, mấy thằng Triều Châu này nó giàu có, nhưng mà đi đâu nó cũng đi cả nhóm cả bầy với nhau, có bộ khó nuốt tụi nó dữ lắm á. Đại ca. Ừ. Đang tụi mình á, chỉ lấy tiền người giàu. Đúng rồi. Chứ không có lấy đó tiền người nghèo. Nhưng mà người giàu thì lúc nào cũng đi chung một nhóm. À. Làm sao mà mình chơi được đại ca? Để tính coi. Cũng chua lắm đó đại ca ơi, không dễ đâu. Ê. Dạ. Chị ba. Gì? Hồ bao của chị ba đây. Ôi ôi, hồ bao. Cái hồ bao mày vậy, mày là chết. Ê ê ê ê. Trời đất ơi. Trời ơi, mấy đứa nhỏ nó lỡ tay mà em làm gì đánh nó dữ vậy? Gài bẫy thì làm nhẹ nhẹ thôi, mày gài bẫy mày giật tao cái tao té gần chết à. Đổ ướt áo tao hết trơn mày. Lần sau làm nhẹ nhẹ thôi nha. Trời ơi anh coi nè. Giận dữ vậy miếng. Mắc cáo mới của em à. Phải rồi, rách áo mới, tôi thấy đứng gần Chiều Châu nó sát rạc. Nó tặng cho cái áo khác rồi muốn gì nữa? À, anh nữa à, chuyện làm ăn mà anh làm chứ suốt ngày ghen tuông hay chỉ đập mũi hoài, khó làm ăn quá. Thôi. Vô đi, vô đi, vô. Gì vậy? Quay sao thấy ngó từng tước. Đó, canh vợ chồng tới gây lộn đi, vô qua nhiều chuyện với hàng xóm không à. Quá, hả? Sao vậy? Sao cái gì? Anh nó chuyên môn có tật gì không mà anh coi nè, em là thân gái liễu yếu đào tơ. Đúng không? Hai vợ chồng mình nó cùng nhau làm ăn để giúp dân nghèo. Đó, vô rồi toàn làm mồi cho người này giàu có, người kia giàu có, em muốn chết luôn vậy đó. Anh coi nè, đã vậy không thương em coi nè. Đó, anh là thân trai là sức dài vai rộng nè. Sức dài vai rộng chân si cà thọt em thấy hả? Không giật con được, con cái hay sao rọn được. Em thì em đẹp để em dụ nó được. Tôi mà dụ nó ói liền à. Bởi vậy em mới nói anh nghe nè đó. À, phải phong gạt đó, chưa gì giận, đừng có giận cái mặt già chát coi kỳ quá đó, em nói anh nghe. Để em nói anh nghe, mình á anh đó, áo mục hết rồi đó. Biết rồi em á, em cũng cố gắng em làm ăn thì thôi, ráng bớt đừng có mà ghen tuông nữa. Ghen tuông hoài á, thôi bỏ em bỏ em đi á. Trời ơi, vô mặt giận cắn kìa, cắn thổi á, cái chỗ nào mày mèn cắn. Giận tới rồi vô anh rồi. Mà thiệt mau, dạ dạ. Lên cái mà lẹ lên, dạ dạ. Lẹ tay nhanh, mắt nắm chắc một lần. Cùng nhau cướp, nhặt chẳng bỏ mồi ngon. Con mồi là béo bở, hàng nhiều là quá cỡ. Nhắm thẳng ghen rừng, cùng nhau ý à, ta cùng một phen tấn công. Mồi ngon ý à, đang chờ, cùng nhau ta tiến lên. Mau cái mà thiệt mau, dạ dạ. Lên cái mà lẹ lên, dạ dạ. Lẹ tay nhanh, mắt nắm chắc một lần. Cùng nhau cướp, nhặt chẳng bỏ mồi ngon. Con mồi là béo bở, hàng nhiều là quá cỡ. Nhầm thẳng ghen rừng, cùng nhau ý à, ta cùng một phen tấn công. Mồi ngon ý à, đang chờ, cùng nhau ta tiến lên. Hay da, tới rồi. Trời ơi, chờ ngọn cái lâu vậy? Trời ơi, Mặt Gia, chờ lâu quá chừng luôn à. Tưởng là Mặt Gia đổi ý rồi chứ. Trời ơi, ngọn nói ngọn tới chơi là ngọn chơi liền chứ làm sao đổi ý liền. Đúng rồi chứ cô ba là chơi mà. Mà sao trễ quá vậy? Trời ơi, thông cảm đi cô ba ơi. Cái lường mà vô cho cái phải dừa này nó hẹp quá à. Ngọn lấy cái tàu ngọn lách qua, lách lại, lách tới, lách lui. Bây giờ mới vô đây được đó. Ồ dạ rồi cái tàu của Mặt Gia đậu chỗ nào vậy? Nè cái tàu kìa, cái tàu bự thiệt bự, ba tầng đó. Trời ơi lớn quá Mặt Gia ơi. À, dạ. Nói liền ngay liền vui nha. Cái tầng mà ở dưới đó, dạ, là ngồi lượng vàng bạc châu báu à. Hả? Ừ. Cái tầng ở dưới lượng vàng bạc châu báu. Ê, trời ơi. Trời la lớn quá vậy chứ. Dạ, mừng cho Mặt Gia thôi. Trời ơi la lớn quá nó không cướp ngọ sao. Dạ. Ôi giỏi nghe chơi vui là. Cái tầng thứ gì đó, là lượng gấm dốc lụa là đó.
cái tên cái gì giống giống thôi, luôn. Thôi thôi thôi, bà ơi, lời la hoài à, trời ơi, nó cướp ngõ bây giờ á mà. Dạ, không có em mừng mà. À, còn cái tuần thứ ba mới quan trọng nha. Dạ. Cái tuần thứ ba đó là một lát chuẩn bị cho hai lớp mình lên ló chơi. Cái tầng thứ ba đừng ai vô hết nha, nuôi mắt. Phải rồi, dạ. Cái tầng thứ ba đó là ngọ chuẩn bị là tiệc vụ là làng hoàng linh linh lắm rồi. Ồ, người nhà hả? Có chuẩn bị hết rồi, bây giờ mời Lị lên tàu với ngọ chơi à. Trời ơi, nhưng mà cái tàu của Mặt Gia đậu nó xa quá à, mà em không biết bơi, không ấy làm sao mình đi ra ngoài đó. Trời ơi, leo xuống à, lướt tới đầu gối thôi mà, làm cái gì đâu mà sợ. Đây, lướt rồi, lướt rồi. Ấy gì là ngọ, leo lên lưng ngọ đi, bọn dạ. Cổng Lị lên tàu luôn á. Cổng leo luôn á, cổng lên, luôn á. Lên chơi vui lắm, lên đây. Ây da, trời ơi, ăn mày nhiều quá, trời ơi, lắm vậy. Ây da, Lị ăn mày hay Lị ăn cướp người ta? Dừng tay. Trời ơi. Dừng tay. À, người của họ tới rồi, người của họ tới rồi. Ai dám đụng tới Thiên Lễ Hội? Chơi hả? Ba cái họ nè. Coi biểu diễn nè. Quay, quăng nón cho người ta. Chọc mày, chọc. Đừng kỳ vậy. Hay là... Lý à, đã tả đó. Đang lên đánh. Trung Quốc á. Trời ơi, ngọ là Thiên Lễ Hội. Hả? Thiên Lễ Hội. Thiên Lễ Hội. Phải rồi, ở bên Trung Quốc á, bị cái triều đình nhà Thanh á, nó sai cái thằng Di Tiểu Bảo á. Nó vượt ngọ qua tới bên này nè. Rồi sao? Không có đất dung thân rồi. Bây giờ ấy giờ xin nè, tại ca cho tụi ngọ ở lại đây, cất nhà ở lại đây được không? Không được mày. Sao vậy? Tuy đây là đất rộng người thưa. Dạ. Nhưng mà đất thì đất có chủ. Thì... Còn... gái có chồng. Trời ơi, qua buôn bán vài ngày về được. Còn mày muốn ở đây hả? Mời đi nơi khác. Anh Tư em nói anh nghe nè. Cái gì mà anh nóng quá vậy? Bây giờ người ta tha xa cơ sắc thế, không ấy, nó
chấp nhận cho người ta để mừng ăn đi. Anh coi đó, như là em thấy Mạc Gia đây cũng phải là phường vô đạo. Rồi tôi dòm cái mặt này tôi nghi dữ lắm rồi. Đi. Nó coi thường thân thể tôi rồi thấy không? Anh Tư. À đúng rồi. Ta nói là chim quý phải ở lòng son phải không? Anh Tư à. À tham sang phủ có nè. Tham phú phủ bần. Cái gì? Bây giờ muốn thấy người đó giàu hơn này gì phải không? Anh thiệt á. Được rồi vậy đi qua nha luôn. Anh Tư. Đi đi. Cái gì ạ? Anh... theo nó luôn đi. Nhưng mà vậy? Anh Tư. Biết mà. Thôi cô ba à, cô ba lên cái vườn lễ. Nhớ nha, đi đâu đừng quay về nữa nha. Họ mất âm tình với Lị lắm. Cái bé nó lớn cho Lị lậu à. Lị qua bé ngồi lậu. Mời Lị. Bà Vũ lo cho cô ba cho tôi. Một cánh chim bay nhớ nhung bao ngày, nhìn mai tranh siêu thương sao cho duyên phận tiêu điều. Ơi người ơi, một kiếp qua rơi, chơi dài giữa dòng nắng xoáy cuốn xa mù khơi. Đàn đức cung tơ xôn sang mơ ngồi đứng ngóng trong mộng bông ai thầm thầm đêm. Con đò mòn mỏi khơi xa trôi theo bóng chiều thấm thoáng khuất xa màn sương. Nhớ mong ai theo hồn tàn phai suốt đêm dài buốt đôi bờ. Phải tiếng đêm sầu ai. Ủa về hả? Em về rồi. Em nói rồi mà, em muốn quen ăn xì dầu, em quen ăn nước mắm thôi hà. Hay da vậy con ngọ sao chứ? Anh Tư à, thấy không, bây giờ người ta xa cơ thất thế, người ta muốn lánh nạn, thôi mình chấp nhận đi, giống như ngày xưa anh Tư tới đây lánh nạn nè. Miễn sao em về với anh rồi, em muốn điều kiện gì cũng được hết trơn á. Thì về rồi đấy nè. Ha, vậy là cho ngọ ở lại đây hả? Dạ được. Ây da, ở lại đây được rồi nha. Ây da. Thấy mấy đứa trẻ thấy mà ham, đánh võ đẹp quá. Đẹp quá phải không quý vị? Nghe quý vị vỗ tay tôi cũng ham lắm. Sức già rồi, làm sao bây giờ? 51 tuổi rồi, thử nha. Thử được thì vỗ tay ạ. Hồi nãy kia đánh bật lên mà lộn 3-4 vòng, bây giờ mình ráng một cái thôi. Không lẽ chịu thua cái nữa. Rang lên. Vợ ơi mừng đi, anh vẫn còn khỏe lắm. Kính thưa quý vị,